Nhưng sự thật về laptop không phải ai cũng biết. Phần 2. Chip U của Intel thì là tiết kiệm điện. Thế còn chip G là gaming. Về bản chất thì chip G vẫn là chip U, được Intel cho ra mắt từ thế hệ thứ 10. Sự khác biệt ở đây là những con chip đuôi G được trang bị GPU Onboard Iris Plus, mạnh hơn một chút so với UHD Graphics trên những con chip có hậu tố U. Nhưng đấy chỉ là thế hệ thứ 10 thôi nha. Sang đến thế hệ thứ 11, Intel đã sử dụng hậu tố G để thay thế hoàn toàn cho hậu tố U. Những con chip từ đây được trang bị GPU Iris 6E với hiệu năng nâng cấp đáng kể so với thế hệ trước. Có thể nói là tiệm cận những mẫu card đồ họa tiết kiệm điện như là MX của Nvidia. Nhưng đến thế hệ thứ 12 vừa ra mắt, Intel lại mang hậu tố U quay trở lại. Hiệu năng một lần nữa được Intel tuyên bố là cải thiện rõ rệt. Tuy chưa biết thực hư thế hệ 12 nó sẽ thể hiện như thế nào, nhưng mà nếu anh em quan tâm thì hãy like, share để chờ test nhé.